chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Trung Hiếu Vlog. Thì tiếp tục, hôm nay mình lại lên đây để chia sẻ cho anh em một cái sản phẩm, chính là đèn LED nhá anh em nhá. Đấy, thì mọi khi mình chia sẻ cho anh em rất là nhiều với kinh nghiệm sửa xe rồi. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục lên đây để chia sẻ cho anh em các cái đồ chơi và các cái đồ đèn LED hiện tại đang ưa chuộng nhất của năm 2020 mà các anh em tín đồ độ những cái ánh sáng cực sáng để lên chiếc xe yêu của mình. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái sản phẩm chính là đèn LED N9 LED 2 Drling Light. Đấy anh em nhá. Thì cái đèn LED này thực sự năm 2020 này thì các anh em chơi xe thì rất là ưa chuộng và lắp rất là nhiều anh em nhá. Thì mình cũng đã lắp cho anh em rất là nhiều rồi, cái độ ánh sáng của nó cực kỳ là tốt so với những cái đèn trợ sáng thì nó rất là cồng kềnh. Đấy, thì cái đèn LED này nó rất là nhỏ gọn để cho anh em mình có thể lắp vào trong pha. Đấy, anh em mình không cần phải chế cháo một cái gì cả, anh em chỉ cần anh em mình tháo ra, anh em mình lắp vào là ok. Đấy, còn những cái độ sáng thì anh em mình có thể căn chỉnh theo tùy loại pha anh em nhá. Thì tí nữa mình sẽ test và đập cái hộp của cái đèn này ra để cho anh em tham khảo. Bên trong mình sẽ hướng dẫn chi tiết cụ thể các cái đèn LED ở bên trong hình thức nó như thế nào. Đấy, và ra làm sao. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ qua bề ngoài của cái hộp cho anh em nhé. Đây anh em nhìn cái hộp này nhìn trông rất là chất này. Đó anh em nhìn không, một màu vàng nhá, nhìn rất là sang trọng, đẳng cấp cho cái chiếc bóng N9 này. Đấy, để cho các anh em có thể nhìn vào là các anh em đã thấy cảm giác là rất là phê rồi anh em ạ. Đấy, màu vàng này. Đấy, ở trên này những cái bóng này, những cái đuôi tản nhiệt anh em nhé, đuôi tản nhiệt này. Đấy, được in mạ vàng rất là sắc sảo và bắt mắt. Đó, thì qua bên ngoài bìa hộp thì anh em nhìn chung qua thì cái bộ hộp này đóng rất là kín đáo nhá anh em nhá, chất lượng. Đấy, anh em nhìn cái hộp thì anh em đã có thể nhận xét được phần nào về cái đèn LED N9 này là chất lượng của nó đã ra làm sao rồi anh em nhá. Thì mình sẽ nói qua khu bên ngoài này. Đấy, thì các cái thông số thì cái đèn LED này của nó là chân H4 này anh em này. Đấy, đèn LED này là chân H4 nhá anh em nhá. Đấy, thì bóng đèn này là bóng đèn của nó là N9 LED N9. Và cái nguồn vào phải lấy gọi cái nguồn cấp cho bóng đèn LED này có thể nó hoạt động là từ 12V đến 24V. Thì lắp cho cả xe máy và ô tô anh em nhé. Đó, nếu mà lắp cho ô tô thì anh em mình sẽ phải xoay bóng theo kiểu của ô tô. Còn anh em mình lắp cho xe máy thì anh em xoay theo kiểu của xe máy, giống tương tự gần giống như nhau thôi anh em ạ. Và cái độ sáng màu là 6000 anh em nhé. Đấy, và cái độ ánh sáng nó soi ra cái độ ánh sáng trắng anh em ạ. Cái độ ánh sáng trắng này soi ra thì nó là 4800 lumen anh em nhé. Đó, chip LED của nó là chip LED 2019 anh em ạ. Đấy, thì khu vực ở bên ngoài này thì mình đã chia sẻ cho anh em một chút cái cơ cấu ở bên ngoài rồi, và bên cạnh hộp thì anh em mình cũng nhìn rồi. Thì nó cũng tương đối là chất lượng. Đóng gói hộp rất là kín đáo. Thì đóng gói hộp như này để khi mình có thể vận chuyển hoặc là anh em có thể đặt đồ ở bên mình. Thì mình cũng nói luôn là ở bên mình thì hiện tại bây giờ cũng đang chuyên về giao những cái đèn LED hoặc là những cái đèn trợ sáng. Điều đặc biệt là các cái đồ chơi xe anh em nhé. Anh em nếu mà có nhu cầu cần thì anh em có thể liên hệ cho mình. Mình có thể tư vấn cho anh em các cái mẫu đèn hợp lý cho các chiếc xe. Thì đây, đây nó có tem bảo hành hết nha anh em nhé. Đấy, tem bảo hành của công ty. Đó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ bên trong nhá. Bây giờ mình sẽ đập hộp này anh em này. Bây giờ mình sẽ xé cái hộp này ra. Đấy, để mình chia sẻ cho anh em ở bên trong xem là bên trong này thì nó sẽ như thế nào. Và hình thức cái bóng nó ra làm sao để cho anh em có thể tham khảo hơn về các cái chiếc bóng ở trên thị trường. Đó, anh em nhìn này, cái hộp này nó cực kỳ là chắc luôn, rất là vuông vắn.
Đây thì bên trong này nó có hướng dẫn sử dụng nhá. Đấy, bên trong này có hướng dẫn sử dụng hết này anh em này. Thì cái chip LED này, đấy, thực sự với anh em là chip LED này là nó của bên Trung Quốc anh em nhá. Đấy, chip LED này là bên Trung Quốc chứ không không phải ở bên Việt mình. Đây toàn chữ Trung Quốc đây. Đấy, thì cái hướng dẫn sử dụng này anh em này. Cái tờ hướng dẫn sử dụng này thì để anh em mình có thể lắp vào những cái đèn pha các thứ, như những cái đèn pha UEA của anh em mình thì nó không có cái khoảng không ở giữa, thì anh em mình có thể điều chỉnh lắp vào nó sẽ dễ dàng hơn, thì anh em mình điều chỉnh nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà như các cái đèn LED như filter 125 nhá, thì anh nó có một cái khoảng không ở giữa cái pha đấy, thì anh em mình phải điều chỉnh vặn vặn cái núm đèn, vặn cái núm của cái bóng đèn này anh em này. Đấy. Thì đây thì cái mình sẽ bỏ qua về cái khâu hướng dẫn sử dụng của cái đèn LED LED R3. Đấy anh em nhá, đây này, LED N9 R3 đây anh em ạ. Đó. Thì đây, ở bên trong của nó là hình thức nó như thế này anh em nhá. Bên trong hình thức nó sẽ có LED hai đường link light. Đấy thì bên trong nó có hai bóng anh em ạ. Thì cái bộ sản phẩm này với cái giá rất là hấp dẫn anh em nhá. Bộ sản phẩm này giá rất là hấp dẫn luôn. Với cái tầm giá chung của cái đèn LED này để anh em lắp một cái đèn trợ sáng, thì anh em chọn cái mẫu đèn LED này cực kỳ là hợp lý để anh em mình lắp vào pha. Đó thì tiếp đến này, phải nói chung để mình nhìn vào cái hộp này thì anh em mình nhìn thấy nó rất là độc đáo khi công ty làm và sản xuất ra. Đấy. Vừa là bên ngoài làm vẻ đẹp bên ngoài rất là sắc sảo và nét rồi, nhưng mở vào cái hộp ở bên trong thì mình nhìn thấy nó cực kỳ là bắt mắt. Đấy, khi nhìn vào bên trong cực kỳ là bắt mắt nhá anh em nhá. Đấy, có các cái chữ đèn LED này cực kỳ là chất này. Đây. Đấy, anh em nhìn thấy bên bên trong này thì hộp là nó được một lớp nhựa nhá, để bảo vệ khi vận chuyển đi lại thì nó sẽ không bị xô đẩy và bị chảy xước hoặc là bị gãy các chân H4 này anh em nhá. Đó, nhìn cực kỳ là chất luôn. Đấy thì bây giờ mình sẽ lấy một bóng ra này anh em này. Đây. Bóng của nó thì hiện tại nó như thế này anh em này. Thì nó có một cái đai của công ty nó sản xuất ra đây, thì thực sự mình không biết tiếng Trung, thì cái này là nó gọi là một cái biểu tượng cấm này anh em ạ. Đấy, một cái biểu tượng cấm chấm than đấy. Thì đây anh em nhìn này, nhìn chất lượng bóng này. Nó có thông số hết nhá anh em nhá, nhìn này. Đấy. Thì thực sự để nhìn vào cái bóng này thì mình để so với các cái bóng so với cái bóng H4 khác thì mình nhìn thấy cái bóng này quá là chất lượng luôn. Bởi vì so các cái bóng H4 khác thì nó cũng nhiều đơn vị bán thì nó cũng rơi vào tầm 200-300 rồi anh em nhá. Thì cái bóng này mình sẽ giao cho các anh em chơi xe thì chỉ rơi vào đi 350 anh em nhá. Thì cái bóng này nó cực kỳ là chất lượng luôn. Nếu mà anh em nào mà có nhu cầu thì anh em có thể inbox cho mình. Một bóng là 350, cực kỳ chất, bao phê cho anh em luôn. Đấy. Thì nhìn chung qua bên ngoài này thì anh em nhìn này, thì cái bên ngoài này thì ở đây nó có dây điện này. Đấy, dây điện này bên ngoài dây điện ở cái chỗ để anh em mình cắm rắc ấy, thì nó sẽ có cao su bọc nhá anh em nhá. Đấy, cao su bọc rất là kín đáo luôn, anh em mình không bao giờ sợ nước vào luôn. Đấy, và có gen vặn này anh em này, anh em nhìn này, nó có gen vặn đàng hoàng nhá. Cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, và các cái cánh tản nhiệt này, đấy cái thép tản nhiệt này thì nó dùng bằng lá thép tản nhiệt thôi nhá anh em nhá. Đấy, chứ nó không phải là cánh quạt tản nhiệt. Thì cái lá thép tản nhiệt này thì khi anh em mình lắp vào bóng ấy thì anh em mình nên nhớ là phải để cho cái lá tản nhiệt này nó phải tách rời ra như này, chứ anh em mình không đừng có để nó chụm vào như này thì cái tản nhiệt này nó không bóng này nó nóng, nó sẽ không tản nhiệt được ra cái tản nhiệt này, mà cái tản nhiệt này nó chụm vào như này thì nó lại hấp vào với nhau. Đấy thì nó sẽ hay bị cháy những cái bóng này nha anh em nhá. Đấy, nó sẽ hay cháy bóng LED này. Đó. Và cái sản phẩm này mình cũng nói luôn, cái sản phẩm này mình cũng bảo hành cho anh em 1 năm nhá, anh em yên tâm nhá. Đấy. Đây thì cái chất lượng của cái mặt bóng này thì nó được tiện CMC cực kỳ là chất và cực kỳ là đẹp. Đó. Bóng này thì anh em nhìn này, cái bóng cực kỳ nhỏ luôn, nó không khổng lồ to như các cái bóng đèn LED như kiểu là đây.
Mình sẽ chia sẻ cho anh một mẫu đèn này. Đây, nhìn nó rất là to luôn, nhưng mà thực sự chất lượng ánh sáng của nó thì không không thể đủ bằng so với lại cái N9 này nha anh em nhá. Đấy, cho anh em quan sát này. Đó, nó chỉ có hai cái led này thôi này. Đấy, hai bóng đèn led này mà cực kỳ nó sáng, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Mà cái độ ánh sáng nhá anh em nhá, cái độ ánh sáng này của cái đèn led này thì mình thấy nó cực kỳ là trụm. Tí nữa trong cái khoảng không mà mình review này thì tí mình sẽ test thử ở trên đường để cho anh em cùng xem và tham khảo, để anh em có thể biết được cái độ ánh sáng của nó được tốt như thế nào và nó trụm như thế nào và sáng làm sao, để anh em có sự lựa chọn với các cái mẫu đèn LED trên thị trường nha anh em nhé. Đấy, thì đây mình sẽ chia sẻ thêm là cái chân H4 này này anh em này. Đấy, cái chân H4 này nhá, thì anh em mình có thể tháo ra, tháo vờ rời vào được nhá. Thì đây cái phiếu hướng dẫn của nó này, nó cũng có rút ra rút vào hết cho anh em nhé. Đấy, ngắm nghĩa luôn. Đó. Thì bây giờ anh em muốn tháo được cái chân H4 này ra ấy. Đấy, cái chân lấy cài này ra ấy, thì anh em phải xoay nhá. Anh em nhìn này, anh em nhìn mình xoay này. Xoay nó rất là nhẹ nhá. Anh em xoay theo chiều kim đồng hồ nhá, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, để mình xoay này, anh em nhìn này. Đó, anh em xoay, anh em lựa nhẹ nhàng ra thôi nhá. Đấy thì nếu anh em rút mạnh là nó sẽ, đấy anh em này, rút mạnh là nó có thể nó bật ngay hai cái tim led này anh em nhé. Đấy, rất là nguy hiểm khi anh em nếu mà không động chạm gì anh em không nên rút. Chẳng qua mình muốn chia sẻ cho anh em để mình tháo ra. Thì khi anh em muốn tháo ra như này nhá, thì anh em có thể lắp cho cả cái những cái đèn mà như xe Uây, xe Ram của anh em mình nhá, anh em mình có thể lắp được hết nhá. Đó, anh em mình tháo cái chân này ra, anh em mình lại cài vào đấy, và những cái pha của xe Jim hoặc là những pha mà chân của nó không phải là chân H4 như này nha anh em nhá. Đó thì bây giờ anh em cài vào thì anh em cũng chỉ cài vào rất là đơn giản thôi. Đây, anh em cho vào thì anh em lại cài lại thôi. Thì trước tiên là anh em phải nhìn nhá, anh em nhìn cái dấu này. Ở đây nó có một cái điểm dấu để anh em mình có thể biết được này, cái chân này nhá, cái chân bên trên này nhá. Chân bên trên này anh em phải cài theo đúng cái chiều chiều của những cái chữ số này anh em này. Đấy, bây giờ mình sẽ cài cho anh em xem nhé. Đấy, bây giờ nhá, anh em cài như này nó hơi lệch này, anh em lại phải xoay này. Đấy, anh em xoay vào thì nó sẽ khớp. Đó, anh em nhìn thấy không ạ? Nó khớp, nó thẳng luôn vào với cái tim của cái bóng này nhá. Rồi, ok, thì mình đã giới thiệu qua một cái sản phẩm bóng, mà để mình nhận xét một cái sản phẩm bóng này nhá, anh em sờ rất là mịn màng luôn, nhìn nó sần sùi thế này thôi. Đấy, nhưng mà anh em sờ cực kỳ là trơn tru đấy. Và ở giữa cái đèn này thì nó sẽ có một cái chốt nhìn nổi lên rất là đẹp. Khi cái bóng này nó được tiện CMC thì nó sẽ làm cân bằng đấy, thì nó sẽ có một cái điểm dấu này lên đây, nhìn nó rất là bắt mắt luôn. Và hai 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 cái tim led nhé, hai cái tim led này giống như kiểu những cái mắt những con ruồi anh em ạ. Đấy, nhìn rất là đẹp. Mà điều đặc biệt nha anh em nhé, cái bóng đèn led này nó được bảo vệ một cái lớp rất là mềm luôn. Đây này, lớp một lớp nhựa rất là mềm nha anh em, cấu rất là mềm luôn nhá anh em nhé. Đấy, rồi thì cái sản phẩm hiện tại mình đã giới thiệu qua một chi tiết một chút về cái sản phẩm này rồi. Thì đây bây giờ anh em hãy theo mình xem qua thêm một cái model. Đấy, model của cái led này để nó điều điều chỉnh cái độ ánh sáng. Đấy, cấp cái độ ánh sáng ra cái đèn led này nó được chuẩn hơn đấy và tốt hơn đấy, và để bảo vệ được cái giải đèn led bóng này. Thì đây anh em nhìn đây, cái model này của nó thì được thiết kế rất là bắt mắt, màu xám đấy, màu xám trắng nhìn cực kỳ là bắt mắt luôn, và đều được bọc cao su hết nhá, đều được bọc bằng gioăng cao su hết, anh em không bao giờ sợ mưa gió vào được đấy, anh em nhá. Đây cho anh em nhìn qua này, đấy đèn led này nó có mã số của cái đèn led này, QN9 này. Đấy, rất là rõ nha anh em nhá. Những cái sản phẩm này anh em yên tâm, nếu mà lấy ở bên cửa hàng mình thì anh em sẽ được bảo hành 100%. Lỗi nếu mà bị lỗi mà bị trục trặc gì, anh em để nguyên bóng như này nhá, để nguyên bóng này anh em gửi về cho mình sẽ lại gửi một cái bóng mới cho anh em, không sửa chữa anh em nhá. Lưu ý mình sẽ không sửa chữa nhá, mình chỉ đổi trả luôn cho anh em. Đấy, và cái chân H4 này anh em này, đấy anh em mình chỉ cần rút bóng ra. À, rút bóng zin ra anh em mình cắm vào thôi là ok. À, anh em mình không cần phải cắt nối dây gì nhá, rất là tiện cho các anh em. Rồi bây giờ mình bắt đầu sẽ lắp ráp cái bóng này
vào một cái pha của OIS, mình sẽ test thử cái độ ánh sáng để cho anh em cùng chiêm ngưỡng nhé. Và đây thì hiện tại nãy mình bảo lấy một cái đèn pha của RS nhưng mà hiện tại mình không có nhá. Thì bây giờ mình chỉ có một cái pha của Sirius thôi. Đấy, hàng xịn nhá anh em nhá. Đây thì bây giờ anh em nhìn này. Đấy, nói chung là lắp rất là đơn giản thôi. Nếu để các anh em có thể mua về tự lắp ở nhà bình thường không sao cả. Đấy, anh em chỉ cần bóc cái vỏ cao su ra. Đó. Đây anh em cho cái tay anh em đẩy lấy cài này. Anh em rút bóng zin ra thôi, rất là ok nhá, rất là dễ. Thì đây, bây giờ mình sẽ cận cảnh đưa cái bóng đèn N9 để chia sẻ cho anh em nhé. Đây anh em lắp này, đấy anh em lắp cái chiều này, anh em cho nó vào ba cái rãnh này này, ba cái chân này nhá. Đấy, anh em muốn lắp ngược cũng cũng không lắp được nhé. Đây bây giờ nếu mà lắp như này là đúng này. Đó, anh em muốn lắp ngược như thế này cũng không thể nào lắp được nhá, bởi vì các cái chân này nó sẽ không vào các cái rãnh này. Đó, anh em hiểu không ạ? Đấy, thì bây giờ mình sẽ lắp vào đây. Cực kỳ là đơn giản thôi. Đó, bây giờ mình đã cài được rồi nhá. Ok nhá. Thì khi anh em lắp vào pha này anh em này. Anh em lắp vào pha nha, anh em phải đẩy các cái cánh tản nhiệt nó rộng ra như này này. Đó, rộng ra như này anh em vít ra. Đấy, những cánh tản nhiệt như này. Anh em hiểu không ạ? Đó, thì như thế này mới đúng theo của nhà máy nhá. À, nó yêu cầu anh em mình nhá. Đây anh em nhìn này. Đấy. Anh em nhìn cái biểu tượng này không ạ? Đó. Rồi. Lắp như này mới là ok nhá. Đấy khi lắp vào này anh em nhìn này, khi lắp vào thì cái bóng hai cái bóng led này, hai bóng led này nó sẽ chiếu sang hai bên này thì để cho nó phản chiếu vào cái pha bên trong này của anh em nhé. Đấy nó phản chiếu vào cái pha bên trong rồi sẽ tạo ra được một cái ánh sáng tuyệt đối hơn và trụm hơn. Đấy. Và cái độ ánh sáng soi đường nó sẽ được rõ nét hơn nha anh em nhé. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ đưa anh em ra bên ngoài cái đoạn đường để mình làm sao có thể chia sẻ cho anh em một chút cái ánh sáng của cái đèn N9 này của năm 2020 này, xem cho anh em cùng xem để anh em có sự lựa chọn tốt hơn về cái bóng đèn LED để anh em có thể chế cháo cho chiếc xe yêu hoặc là chiếc cái xế yêu của anh em mình nhá. Đây thì hiện tại mình đã đưa anh em ra một cái đoạn đường cực kỳ là tối nhá, tăm tối, rất là tăm tối mà đường này thì cũng ít người đi thôi. Thì mình muốn chia sẻ được cho anh em được cái độ ánh sáng của cái đèn LED N9 này để cho các anh em có thể lựa chọn được tốt và kỹ càng hơn nha anh em nhá. Thì đây thì mình sẽ thử cái chân đèn LED này để mình sẽ đấu cái chân đèn LED này vào cái bình ắc quy đã. Thì mình sẽ làm sao chia sẻ tốt nhất và bắt mắt nhất để cho anh em có thể được tham khảo được kỹ càng hơn. Thì đây bây giờ mình sẽ thử cái chế độ cốt nha anh em nhé. Đó anh em nhìn này, cái độ ánh sáng của nó rất là tóm nhá và trụm vào giữa đường luôn. Và cái độ ánh sáng này nó sẽ được cắt ngang ở giữa cái pha nhá anh em nhé. Chứ không phải là như cái đèn sợi đốt của anh em mình là nó sẽ tỏa tròn thành hình tròn nha anh em nhé. Đây, nó sẽ thành hình vuông đấy, sẽ cắt gọi là cắt nửa vầng trăng đấy anh em ạ, nhìn rất là sáng. Và đây nó chỉ là cái cốt thôi. Thì anh em nhìn thấy cái độ ánh sáng này thì anh em biết là khi anh em mình mà lựa chọn một cái sản phẩm thì phải có được sự test thử của một anh em review thì anh em mình mới có thể lựa chọn được tuyệt đối hơn. Thì đây mình cũng đã chia sẻ cho anh em rất là kỹ rồi để anh em lựa chọn nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ bật cái chế độ đèn pha này. Đấy cái chỗ đây chế độ đèn pha này anh em nhìn biết rồi đấy. Bây mình soi tận trên kia vẫn còn nhìn rõ này. Đó thì ở đây đặc trưng nó là đường đất nhá. Thì anh em nhìn cảm giác như thế này thì thôi. Nhưng mà nếu mà đúng thực sự vào đường áp phan nhá, anh em nhìn cực kỳ là sáng và rõ nét đường luôn. Đó. Để anh em cái này độ ánh sáng này thì anh em đi đường thì anh em yên tâm luôn, anh em không bao giờ sợ là không đủ độ ánh sáng để anh em nhìn ngắm nhá. Đó anh em nhìn thấy không ạ? Thì để mà sự lựa chọn một cái đèn LED và một cái đèn trợ sáng thì nếu mà để như anh em ấy để tiết kiệm cái diện tích mà vừa thẩm mỹ thì anh em có thể lựa chọn một cái mẫu đèn LED này cực kỳ là tốt và đẳng cấp. Đó, đây mà hiện tại mình đang đang chuyển về cốt rồi nha anh em nhé. Đó, thì độ ánh sáng anh em nhìn nó sẽ khác hẳn so với cái đèn pha, nó sẽ tối hơn một chút. Cốt pha rõ ràng nha anh em nhé.
Đây mình sẽ thử xem là cái giữ nguyên để xem cái độ cao thấp của nó như thế nào nhá, để anh em cùng xem anh em sẽ dễ hiểu hơn. Đấy thì pha cực kỳ sáng và nó cũng có độ cao thấp hơn một chút. Rồi ok, thì hiện tại mình đã test thử cái độ ánh sáng của cái đèn LED N9 này cho anh em nhá. Đấy thì anh em xem cái video này của mình ấy, thì anh em thấy hay thì anh em nhớ anh em like chia sẻ hộ mình nhá. Đấy, anh em chia sẻ cho tất cả các anh em nào mà chưa biết được đến cái đèn LED mà N9 này, thì để anh em có cùng nhau xem để anh em có sự lựa chọn hoàn hảo hơn nhá. Cảm ơn các anh em và chúc anh em một buổi tối xem video thật là vui vẻ nhá.